Sáng ngày 20 tháng 10, tại nhà văn hóa thôn 2, xã Vĩnh Sơn, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghề trồng rau an toàn năm 2023 cho lao động nông thôn. Dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các học viên cần chấp hành nội quy của lớp học, trong quá trình học cần lắng nghe, ghi chép đầy đủ các kiến thức mà giáo viên truyền đạt trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện và các cơ quan liên quan tổ chức dạy nghề cho lao động đúng các quy định liên quan của tỉnh và quy định của bộ lao động thương binh xã hội về tuyển sinh đào tạo kiểm tra thi cấp phát văn bằng chứng chỉ hệ thống biểu mẫu sổ sách đảm bảo yêu cầu về giáo viên phòng học trang thiết bị chương trình và các điều kiện phục vụ dạy và học sau đào tạo học viên có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu từ đó sản xuất đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao trong thời gian 3 tháng, các học viên được hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp, chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn, quy trình trồng nhóm rau ăn lá, quy trình trồng nhóm rau ăn quả, quy trình trồng nhóm rau ăn củ, hướng dẫn về kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng, chăm sóc quản lý dịch hại, tác hại của sử dụng thuốc trừ sâu, vận dụng quy trình sản xuất rau theo hướng Việt Gáp vào mô hình trồng rau tại địa phương. Lớp dạy nghề trồng rau an toàn đáp ứng nhu cầu học và làm nghề của đông đảo nông dân. Sau khi được dạy nghề, có tay nghề kỹ thuật trồng rau an toàn các học viên có kiến thức kỹ năng tổ chức quản lý sản xuất trồng rau an toàn có hiệu quả theo đúng quy trình việt gáp từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị cung cấp cho thị trường góp phần nâng cao thu nhập thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương